nữ tướng Nguyễn Thị Định, chị cả quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Các bạn thân mến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói rằng Phó Tư lệnh Giải phóng miền Nam là cô Nguyễn Thị Định, cả thế giới chỉ nước ta có vị nữ tướng quân như vậy. Thật là vẻ vang cho miền Nam, cho dân tộc ta. Thiếu tướng Nguyễn Thị Định chính là người phụ nữ Việt Nam duy nhất xứng đáng được Bác trao tặng 8 chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Tại sao người phụ nữ ấy lại được Bác Hồ dành nhiều tình cảm như vậy? Mời các bạn cùng theo dõi video ngay sau đây. Một, thiếu tướng Nguyễn Thị Định nén chặt tình riêng, lo nợ nước. Vào ngày 15 tháng 3 năm 1920, ngày định mệnh đối với gia đình một nông dân trên bờ sông Lương Hòa, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trong căn buồng tối om không chút ánh sáng dành cho sản phụ ở nông thôn miền Nam. Nếu như hôm đó người chồng, tức là cha của thiếu tướng Nguyễn Thị Định, nghe theo lời bà đỡ đẻ, dùng tay để lôi đầu đứa bé ra, cứu sống người vợ, thì sau này cách mạng miền Nam của chúng ta đã không có nữ tướng Nguyễn Thị Định. Cha của bà Định đã cố gắng động viên, thuyết phục bà đỡ kiên trì chờ bằng được đứa bé ra đời. May sao, mẹ tròn con vuông. Chính vì lẽ đó, trong gia đình 10 đứa con, cô út là Nguyễn Thị Định được các anh chị và cha mẹ yêu thương nhất nhà. Đó cũng chính là ngày định mệnh của nữ tướng. Số mệnh của bà đã được lịch sử giao phó, nên dù quá trình ra đời có khó khăn đến đâu, thì bà cũng sẽ vượt qua để cùng nhân dân, cùng dân tộc làm nên sự nghiệp anh hùng, giải phóng miền Nam Việt Nam, đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược. Bà Định lúc nhỏ, thể chất yếu đuối, ốm nhom, mắc bệnh hen suyễn. Đến tuổi đi học, do trường học xa nhà, ở trọ thì tốn kém, nên bà Định không được đi học, ở nhà học chữ với người anh thứ ba tên là Nguyễn Văn Trần. Chính người anh và cũng là người thầy đã có ảnh hưởng rất sâu sắc tới cuộc đời bà về chí hướng đánh giặc Mỹ, giành độc lập cho đất nước. Bà Nguyễn Thị Định đã từng tận mắt chứng kiến anh trai của mình tham gia cách mạng, bị giặc bắt, bị đánh đập và tra tấn dã man trong nhà giam ở quận. Lúc đó, bà Định chỉ biết đứng nhìn, cắn răng khóc tức tưởi, căm thù mà không biết phải làm sao để cứu được anh ra. Từ đó, những câu hỏi về thời cuộc, về cách mạng luôn day dứt trong tâm tư của bà Nguyễn Thị Định. Từ ảnh hưởng của người anh, bà Định đã hiểu và tin rằng làm cách mạng là việc tốt, nhưng rất là khó. Hơn nữa, bà là con gái nên chắc không thể làm được. Có thể nói bà đến với cách mạng điều đầu tiên là do sự dìu dắt, hướng dẫn của người anh Trần. Năm 16 tuổi, bà Nguyễn Thị Định trở thành một thiếu nữ đẹp gái nhất vùng, tóc xoăn, da trắng, môi đỏ thắm tự nhiên. Bà được xem là hoa khôi của xứ Lương Hòa nên nhiều gia đình khá giả đã để ý và đến hỏi cưới bà Định cho con trai của họ. Nhưng lúc đó, bà Nguyễn Thị Định đã quyết tâm phải đi học và làm cách mạng sau những lần nghe các anh hoạt động bí mật diễn thuyết chính trị. Vì vậy, mặc dù gia đình nhiều lần thúc ép bà Định lấy chồng, nhưng bà vẫn cương quyết không chịu mà hăng say lao vào việc giải truyền đơn, thực hiện làm giao liên cho cách mạng, tham gia hoạt động trong các hội đoàn. Khi gia đình tiếp tục thúc ép bà Định lấy chồng, thì bà Định khẳng khái nói, nếu lấy chồng, người đó phải là người cách mạng thì tôi mới ưng. Hiểu được tâm tư của bà Định, tổ chức và người anh trai của bà Định quyết định làm một cuộc mai mối. Mọi người đã giới thiệu cho bà gặp một thanh niên tên là Bích, cùng hoạt động chung với anh trai của bà. Trước mặt mọi người, anh Bích hỏi thẳng, tại sao cô Út Định lại muốn lấy chồng cách mạng? Tại vì em muốn làm cách mạng. Người chồng cách mạng phải tốt với gia đình em và thương yêu em suốt đời. Bà Nguyễn Thị Định trả lời, nếu lấy chồng làm cách mạng, không chỉ chồng cô mà bản thân cô và gia đình cô cũng có thể bị bắt tù đày, bị giặc giết chết. Cô không sợ hay sao? Nếu chồng cô Định bị bắt, bị đi tù thì cô có chờ được không? Anh Bích hỏi tiếp, em chờ được và không sợ gì hết. Bà Định rắn giỏi nói. Sau cuộc gặp gỡ đó, anh Bích đưa gia đình đến nhà Định cầu hôn. Gia đình bà Định thấy con gái chịu lấy chồng, lại chọn được một người thanh niên có chí hướng, nên đồng ý tổ chức đám cưới. Sau ngày cưới, bà Ba Định mới biết chồng là tỉnh ủy viên Bến Tre, hoạt động công khai. Hai vợ chồng bà cùng làm cách mạng và có thời gian sống với nhau rất ngắn ngủi nhưng ngập tràn hạnh phúc. Kết quả là một bé trai kháu khỉnh đã ra đời. Nhưng cuộc sống hạnh phúc chưa trọn vẹn. Khi con trai mới tròn 3 ngày tuổi thì tai họa ập xuống đầu đôi vợ chồng son. Mật thám bất ngờ bao vây nhà, ập vào bắt anh Bích đưa đi
trong khi bà Ba Định thì đang ôm con quỳ xuống trước cửa nhà, khóc nức nở vì trong lòng đã có những dự cảm không lành. Trong một lần duy nhất, bà được phép đưa con vào thăm anh Bích. Bà Ba Định cho anh Bích biết bà sẽ gửi con cho bên ngoại và đi thoát ly hoạt động cách mạng. Anh Bích dù trong lòng đau thắt vì thương vợ, thương con còn bé bỏng, non nớt nhưng vẫn tán thành và cho biết anh Bích bị giặc kêu án 5 năm tù giam và 5 năm lưu đày biệt xứ. Hai vợ chồng bà Định đã bàn nhau đặt tên con trai là Nguyễn Ngọc Minh. Chồng bà bị pháp bắt đày đi nhà tù Côn Đảo và hy sinh tại đó. Nhận được tin chồng hy sinh, lòng căm thù của bà tăng thêm bội phần và ý chí quyết tâm đuổi giặc ra khỏi bờ cõi càng trở nên mạnh mẽ, quyết liệt. Bất chấp đứa con còn nhỏ, bà nuốt nước mắt vào trong rồi gửi lại mẹ chăm sóc. Bà Định đã thoát ly tham gia hoạt động cách mạng tại tỉnh nhà. 2. Thuyền trưởng đầu tiên đưa vũ khí về chiến trường miền Nam phục vụ chiến đấu. Năm 1940, bà Định lại bị thực dân Pháp bắt và giam giữ tại nhà tù ở Bà Rá, tỉnh Sông Bé, nay thuộc tỉnh Bình Phước. Bị cầm tù kéo dài 3 năm, nhưng đây cũng là 3 năm hoạt động kiên cường bất khuất của bà Nguyễn Thị Định trong lao ngục. Năm 1943, sau khi ra tù trở về tỉnh Bến Tre, bà Định đã liên lạc với tổ chức đảng, chính quyền cách mạng của tỉnh và tham gia giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Mặc dù còn ít tuổi, nhưng nhờ có ý chí kiên cường, lòng yêu nước mãnh liệt, lại thông minh, mưu trí, nên bà được tỉnh ủy chọn làm thuyền trưởng chuyến đầu tiên vượt biển ra Bắc, báo cáo với Đảng và Bác Hồ về tình hình chiến trường Nam Bộ và xin vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam. Tháng 3 năm 1946, trên đoàn tàu không số huyền thoại vượt biển ra miền Bắc, được sự đồng ý của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Định là thuyền trưởng đầu tiên chỉ huy tàu không số chở 12 tấn vũ khí từ miền Bắc cập bến A101, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre để chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ đó, tên tuổi của nữ tướng Nguyễn Thị Định gắn với con đường huyền thoại, đường Hồ Chí Minh trên biển. Từ năm 1947 đến năm 1951, nữ tướng Nguyễn Thị Định là tỉnh ủy viên, đoàn trưởng Phụ nữ Cứu Quốc, ủy viên Mặt trận Liên Việt tỉnh Bến Tre, ủy viên Ban chấp hành Phụ nữ Cứu Quốc Nam Bộ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Mặt trận Liên Việt, huyện Mỏ Cày. Từ năm 1952 đến năm 1960, nữ tướng Nguyễn Thị Định được bầu vào Ban Thường vụ tỉnh ủy, giữ chức Hội trưởng Phụ nữ tỉnh, Phó Bí thư rồi Bí thư tỉnh ủy Bến Tre. 3. Nhà lãnh đạo phong trào đồng khởi Bến Tre. Theo Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bến Tre là ông Trần Ngọc Tam, tháng 12 năm 1959, Liên tỉnh ủy miền Trung Nam Bộ đã triệu tập hội nghị đại biểu các tỉnh tại căn cứ Tam Thường, Hồng Ngự, Kiến Phong, nay là tỉnh Đồng Tháp, triển khai tinh thần hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 và đề ra nhiều chủ trương mới của Trung ương Đảng. Bà Nguyễn Thị Định, Phó Bí thư tỉnh ủy Bến Tre được cử tham dự hội nghị này. Sau khi tiếp thu, bà Nguyễn Thị Định đã trở về quán triệt tinh thần chỉ đạo tại hội nghị liên tỉnh ủy trong tỉnh ủy Bến Tre từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 1 năm 1960. Bà đã họp với một số cán bộ chủ chốt tại tỉnh ủy và cấp ủy đảng ở địa phương để hoạch bàn kế sách thực hiện nghị quyết 15 của Trung ương Đảng, chủ trương của khu ủy, khu 8 thống nhất triển khai với phương châm là đồng lòng, đồng bộ, đồng loạt. Sau khi phân tích rõ tình hình bọn giặc, căn cứ tình hình khó khăn và thuận lợi của ta, tỉnh ủy Bến Tre đã quyết định phát động một tuần lễ đồng lòng nổi dậy, đồng loạt tấn công chính quyền Ngô Đình Diệm, chống đế quốc Mỹ trong toàn tỉnh với điểm khởi đầu tại ba xã là Định Thủy, Phước Hiệp và Bình Khánh thuộc huyện Mỏ Cày, mở đầu cho phong trào đồng khởi tại Bến Tre vào năm 1960. Từ phong trào đồng khởi 1960 đã hình thành nên đội quân tóc dài, mà người lãnh đạo là bà Nguyễn Thị Định và tên tuổi của bà đã gắn liền với phương thức đánh địch bằng ba mũi giáp công, đặc biệt là phong trào đấu tranh chính trị, binh vận của người phụ nữ Việt Nam, của đội quân tóc dài gắn liền với phong trào du kích của nhân dân miền Nam Việt Nam. Từ năm 1961 đến năm 1975, bà Định là một trong những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của khu 8 với các chức vụ quan trọng như Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam, Phó Tư lệnh các lực lượng giải phóng miền Nam Việt Nam. Thượng tướng Trần Văn Trà nói về nữ tướng lúc sinh thời rằng nữ tướng Nguyễn Thị Định đã có công rất lớn trong việc xây dựng và phát huy tác dụng của đội quân tóc dài, làm cho quân địch vô cùng khiếp sợ. Là người có tài thao lược, ý chí cao, nghệ thuật điều hành đội quân tóc dài tác chiến trong chiến trường vô cùng phức tạp đã đem lại chiến thắng vẻ vang. Đến đại tướng Nguyễn Chí Thanh cũng phải khẳng định
một người phụ nữ đã chỉ huy thắng lợi cuộc đồng khởi ở Bến Tre thì người đó rất xứng đáng được làm tướng và ở trong bộ tư lệnh đánh Mỹ. Năm 1965, Bí thư Trung ương Cục miền Nam là ông Nguyễn Chí Thanh đã truyền đạt ý kiến của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh rút bà Định sang công tác bên quân đội và đảm nhiệm cương vị Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Nữ tướng Nguyễn Thị Định đã giữ cương vị trong suốt 10 năm cho đến ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, hoàn toàn Nam Bắc một nhà. 10 năm bà Định giữ chức vụ là Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam là 10 năm khốc liệt, trường kỳ của cuộc chiến đấu chống Mỹ ở miền Nam. Năm 1974, bà được phong quân hàm thiếu tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Rất nhiều các hồi ký của những người từng chiến đấu cùng với bà ở chiến trường miền Nam và bên cạnh bà đều nhớ hình ảnh người nữ tướng vá áo cho các chiến sĩ, chăm lo từng giấc ngủ của những người lính trẻ giữa chiến trường miền Nam gian khổ. Sau ngày đất nước thống nhất, giải phóng dân tộc, nữ tướng Nguyễn Thị Định lần lượt giữ rất nhiều các chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước như Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Trên tất cả cương vị của mình, bà Nguyễn Thị Định đã có nhiều đóng góp trong công tác thương binh, liệt sĩ, công tác đền ơn đáp nghĩa. Trong công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986, thì nữ tướng Nguyễn Thị Định đã có rất nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, xây dựng Tổ quốc hưng thịnh, thái bình. 4. Nữ tướng Nguyễn Thị Định, người phụ nữ gần gũi và sang trọng. Nhà văn Nguyên Ngọc từng nhận xét rằng, có lẽ bà Định là người Việt Nam có nhiều bạn bè nhất trên thế giới, từ những người dân thường đến cả các nguyên thủ quốc gia nổi tiếng nhất và thuộc nhiều chế độ chính trị khác nhau nữa. Nữ tướng còn là một phụ nữ nhỏ nhắn, khiêm nhường mà uyên bác, gần gũi mà sang trọng. Bà chính là đại diện cho một Việt Nam đang chiến đấu khốc liệt. Sự kiên định không gì lay chuyển nổi lại được thể hiện chính bằng một vẻ thong dong đầy tự tin. Nữ tướng Nguyễn Thị Định đã đem bạn bè về cho dân tộc Việt Nam và đấy là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định thắng lợi kỳ lạ của Việt Nam trong thế kỷ qua. Giáo sư sử học Christine Wade của Trường Đại học Tổng hợp Hawaii nước Mỹ đã viết thư gửi nữ tướng Nguyễn Thị Định, trong đó có đoạn viết như sau. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi viết lá thư này gửi thăm bà, một người phụ nữ nổi tiếng và có một vai trò quan trọng trong lịch sử thế giới, một tấm gương của người phụ nữ chân chính. Tôi rất sung sướng khi sử dụng cuốn hồi ký của bà để dạy cho sinh viên nước mình về truyền thống cách mạng Việt Nam. 5. Nữ tướng trở về với đất mẹ, lặng lẽ và bình yên. Ngày 26 tháng 8 năm 1992, nữ tướng Nguyễn Thị Định vĩnh viễn ra đi. Trước lúc mất 2 ngày, bà Định còn đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Bà Định đã sống một cuộc đời trọn vẹn với non sông, tổ quốc. Cuộc đời dù trải qua nhiều mất mát đau thương, nhưng bà Ba Định đã vượt qua tất cả, luôn sống trọn vẹn nghĩa tình với đồng đội, với nhân dân, hy sinh hạnh phúc riêng tư của bản thân để lo toan cho hạnh phúc của mọi người, của dân tộc. Để tri ân công lao đóng góp của nữ tướng Nguyễn Thị Định, ngày 30 tháng 8 năm 1995, bà được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đền thờ bà Ba Định đã được nhân dân xây dựng và khánh thành vào ngày 20 tháng 12 năm 2003, và hàng năm nhân dân đến viếng và thắp hương tưởng niệm. Nhân dân Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Nội, nơi thờ Hai Bà Trưng đã rước bát hương thờ nữ Nguyễn Thị Định về thờ trong khu đền Hai Bà Trưng như là một vị nhân thần mới. Nhà sử học Trần Văn Dầu trong lời đề tựa tập sách Nhớ chị Ba Định đã viết rằng: Chị Ba Định ạ, ngày xưa người dân làng quê bảo nhau rằng những người như chị mà sống thì làm tướng, khi chết thì sẽ thành thần. Có lẽ đối với nữ tướng không có sự ca ngợi nào đẹp và chân tình hơn lời nhận xét sâu lắng và ý nghĩa như vậy. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương viết trong sổ lưu niệm của mình khi đến tham quan tại nơi yên nghỉ của bà Nguyễn Thị Định vào ngày 28 tháng 11 năm 2018 đã lưu lại những dòng chữ: Nhân dân Việt Nam vô cùng tự hào và biết ơn về những chiến công, đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Định, vị nữ tướng anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, với những chiến công chói lọi, hiển hách trong sự nghiệp chống đế quốc Mỹ cứu nước. Chị Ba Định sống mãi trong lòng đồng chí, đồng bào Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi Nữ tướng Nguyễn Thị Định, chị cả quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.